Rồi, hello. Yeah. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu, được chưa? Tìm hiểu cái màu nhuộm cũng như là tìm hiểu cái oxy để thì xem là trong màu nhuộm nó có cái gì và trong oxy nó sẽ như thế nào để các bạn hiểu sâu hơn trong quá trình mà chúng ta làm màu nhuộm cho khách hàng, được chưa? Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thuốc nhuộm. Rồi, thuốc nhuộm, được chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thuốc nhuộm. Vậy thì thuốc nhuộm là như thế nào? Khi mà các bạn nhìn thấy đó, những cái thuốc nhuộm mà chúng ta lấy chúng ta làm cho khách á, được chưa? Thì chúng ta phải hiểu là thuốc nhuộm là một dạng hợp chất có tính kiềm, được chưa? Mình phải biết nó có cái tính chất gì ở trong đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu này, thuốc nhuộm sẽ có tính chất kiềm. Trong đó chứa các thành phần như amoniac, tiền sắc tố màu, dưỡng chất. Trong đó amoniac có tác dụng là mở biểu bì, tiền sắc tố màu là màu nhân tạo, dưỡng chất giúp giảm thiểu hư tổn cho tóc. Tức là trong cái tiếp màu nhuộm nó sẽ có 3 thành phần. Một là amoniac để mở cái biểu bì tóc ra để đưa cái hạt màu nhân tạo vào, được chưa? Hai là hạt màu nhân tạo để hiển thị cái màu nhuộm mà khách hàng mong muốn, được chưa? Vào trong tóc của chúng ta. Ba nữa là một số những cái dưỡng chất để giúp hạn chế hư tổn khi chúng ta đưa hóa chất vào. Tức là khi mà chúng ta đưa amoniac để mở biểu bì. Và khi mà mở biểu bì thì chắc chắn biểu bì của chúng ta sẽ bị hư tổn, được chưa? Và khi mở biểu bì thì chắc chắn một số dưỡng chất ở bên trong tóc của chúng ta nó sẽ bị tuột ra ngoài. Vậy nên nhà sản xuất có bù thêm dưỡng ở trong thuốc nhuộm của chúng ta để nhằm cung cấp lại lượng dưỡng để tóc của chúng ta bóng và mềm mượt, được chưa? Hỗ trợ lại cho tóc của chúng ta. Vậy nên khi mà các bạn nhuộm thì các bạn cũng phải lựa chọn cái màu nhuộm sao cho phù hợp, tiếp thuốc nhuộm sao cho phù hợp. Tức là những cái hãng mà nó cao cấp thì tương đương với lượng dưỡng ở bên trong tiếp thuốc có nhiều, và cái hạt màu của tiếp thuốc đó nhỏ và cái hạt màu đó nó sâu, được chưa các bạn? Thì bây giờ các bạn đã hiểu là trong tiếp thuốc nhuộm có gì rồi, đúng chưa? Mình chỉ tìm hiểu đơn giản để mình biết là có amoniac và có hạt màu nhân tạo và có dưỡng chất. Mình không phải là nhà nghiên cứu khoa học nên mình không có thể nào tìm hiểu sâu vào được, được chưa? Bây giờ mình chỉ cần biết là trong đó nó có cái gì thôi và tác dụng của mỗi thứ đó nó làm cái gì thôi. Các bạn chỉ cần hiểu như vậy là được, được chưa các bạn? Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về oxy. Oxy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu oxy nha. Rồi, oxy này. Oxy thì thành phần hóa học của oxy: dung dịch oxy hóa hydron peroxide H2O2, còn gọi là dung dịch trợ nhuộm, dùng để pha với thuốc nhuộm, được chưa? Thì đây là thành phần chính của oxy. Rồi, hydrogen peroxy làm oxy hóa sắc tố melanin, làm sáng sắc tố màu tự nhiên. Dung dịch H2O2 được pha với thuốc nhuộm có tính kiềm để H2O2 dễ dàng đi qua lớp biểu bì, đi tới tầng giữa sợi tóc nơi chứa các sắc tố melanin. Thuốc nhuộm chứa amoniac làm mở biểu bì giúp H2O2 dễ thấm vào trong, nhưng amoniac có thể làm tổn hại đến tóc, được chưa các bạn? Vậy thì oxy nó có tác dụng gì? Oxy nó có tác dụng là nâng sáng, được chưa các bạn? Tức là làm nhạt cái hạt màu bên trong sợi tóc của chúng ta đi và nâng sáng lên, hiểu chưa? Để đưa cái hạt màu nhân tạo vào, được chưa các bạn? Vậy oxy chính là H2O2, là hydrogen peroxy, được chưa? Là H2O2 dùng để nâng sáng, tức là làm nhạt cái hạt màu ở bên trong sợi tóc của chúng ta, hạt màu tự nhiên ở bên trong sợi tóc của chúng ta, để đưa cái hạt màu nhân tạo vào để tạo ra một màu mới, được chưa các bạn? Thì đó chính là tính chất của oxy. Rồi, các bạn ghi vào
là tính chất của oxy thì dùng để nâng sáng, làm nhạt hạt màu trong sợi tóc của chúng ta và đưa hạt màu nhuộm vào để tạo một màu mới. Rồi các bạn ghi vào đi. Oxy dùng để nâng sáng, được chưa? Làm nhạt cái hạt màu bên trong sợi tóc của chúng ta để đưa hạt màu vào, thay đổi cái hạt màu mới cho khách hàng. Thì mình chỉ hiểu đơn giản như thế thôi, chứ các bạn đừng có phức tạp lên mà sau này các bạn sẽ bị loạn. Tức là mình chỉ hiểu là thuốc nhuộm thì có amoniac mở biểu bì đưa hạt màu nhân tạo vào trong sợi tóc, được chưa? Đó, rồi có dưỡng chất để bù lại lượng dưỡng cho tóc của chúng ta đỡ phải hư tổn. Amoniac là chất gây hư tổn biểu bì tóc của chúng ta, được chưa? Rồi cái thằng oxy là cái thằng đi vào bên trong sợi tóc và làm nhạt cái hạt màu bên trong sợi tóc của chúng ta. Hôm bữa chúng ta học màu ẩn rồi, đúng chưa? Chúng ta học nâng nền rồi, thì oxy nó có tác dụng là làm nhạt cái hạt màu và nâng sáng cái tóc của chúng ta lên, nâng sáng cái nền lên để mà đưa cái hạt màu vào. Rồi, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công dụng của từng loại oxy. Công dụng của từng loại oxy. Oxy thì gồm có oxy 3, oxy 6, oxy 9 và oxy 10, 12. Rồi, oxy thì gồm có oxy 3 này. Oxy 3 thì thường thường người ta gọi là oxy 10V, được chưa? Là oxy 10V có tác dụng để nhuộm ngang tông hoặc là hạ màu. Khi mà các bạn sử dụng oxy thấp thì khi đó các bạn sẽ nhuộm ngang tông với cái màu mà khách hàng hiện tại đang có, cái nền hiện tại khách hàng đang có, hoặc là khách hàng đang tẩy cái màu sáng xong bây giờ người ta muốn nhuộm lại xuống cái màu tối, thì chúng ta sẽ sử dụng oxy 3 để chúng ta hạ từ cái nền sáng xuống cái nền tối, được chưa? À, ok. Tức là oxy 3 dùng để nhuộm những cái màu nào mà có nền sẵn. Oxy 3 là để nhuộm những cái màu nào mà có nền sẵn, được chưa? Có nền sẵn thì chúng ta sẽ nhuộm cái màu này hoặc là hạ cái nền xuống. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về oxy 6. Oxy 6 thì ở bên ngoài người ta thường gọi là oxy 20V, được chưa? Thì có tác dụng dùng để nhuộm ngang tông này, nâng sáng này, hoặc là sáng hơn 1 đến 2 tông là oxy 6, thậm chí là 3 tông nếu mà tóc tơ mảnh, được chưa các bạn? Thì, tức là oxy 6 là oxy thịnh dùng nhất. Hầu như là ở hệ thống của chúng ta sử dụng oxy 6 rất là nhiều, và tất cả các salon khác đều sử dụng oxy 6 rất là nhiều. Bởi vì oxy 6 nó có tác dụng là vừa nhuộm ngang tông, vừa nâng lên được 1 đến 3 tông tùy vào tóc của khách hàng. Có nhiều tóc thì có thể nâng lên 1 đến 2 tông, có nhiều tóc tơ mạnh thì nâng lên tới 3 tông, được chưa các bạn? Vậy nên khi mà chúng ta sử dụng oxy 6 là oxy thịnh hành nhất. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu về oxy 9. Thì oxy 9 ở bên ngoài người ta thường được gọi là oxy 30V. Thì oxy này là có tác dụng dùng để nhuộm sáng hơn 2 đến 3 tông, thậm chí đến 4 tông, được chưa các bạn? Oxy 9 là thậm chí nhuộm đến 4 tông. Nếu như mà tóc tơ mạnh mà nó nằm ở tông 3 hoặc là tông 2 thì các bạn có thể nhuộm lên được tông 6, tông 7, được chưa? Đó, thì oxy kết hợp với thuốc nhuộm thì có tác dụng là nó sẽ nâng sáng được. Rồi oxy 12 là oxy người ta gọi là 40V, có tác dụng để nhuộm màu sáng hơn 3 đến 4 tông. Tức là những oxy này thì oxy cực kỳ nhanh, nhuộm cực kỳ nhanh, nhưng mà nó dễ gây hư tổn tóc của chúng ta, dễ vỡ biểu bì tóc, bởi vì nó có tác dụng rất là mạnh, đâm ra nó sẽ làm dễ bị hư tổn tóc của chúng ta nếu mà chúng ta không kiểm soát tốt, được chưa? Còn nếu như mà nhuộm mà chúng ta kiểm soát tốt và đúng cái chất tóc thì nó cũng rất là ok, được chưa? Là oxy 12 thì tẩy rất là nhanh.
Rồi, và các bạn lưu ý cho thầy là oxy càng cao thì sẽ càng làm hư tổn biểu bì và có thể gây ra sót da đầu, rác da đầu. Được chưa các bạn? Mình sử dụng oxy càng cao thì các bạn mà dùng oxy càng cao, các bạn chấm vào chân tóc của khách hàng thì khách hàng càng bị rác da đầu. Rồi,